Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết dành cho 3 ngày tới. Thưa quý vị, sớm nay thì khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ và cũng bắt đầu tiến sâu xuống một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa. Tính cho đến sáng nay thì mưa tập trung chính tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi. Tại một vài điểm cũng đã xuất hiện lượng mưa khá như là ở Huế 40mm, Đông Hà, Quảng Trị 35mm, nền nhiệt cũng đã giảm hơn từ 2 đến 4 độ. Với các tỉnh Bắc Bộ thì đến sáng nay trời vẫn còn nhiều mây nhưng mưa đã giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi và nền nhiệt độ trên toàn khu vực vẫn duy trì ở mức thấp, một số nơi vẫn còn có rét đậm, rét hại. Trong hôm nay và ngày mai thì Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định với trường gió Đông Bắc đất liền duy trì cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 5, cấp 6. Do vậy trời phổ biến là ít mưa, độ ẩm không khí thấp nên nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm tại Trung Du và Đồng Bằng và rét hại tại các tỉnh vùng núi, thời tiết tạnh giáo, thích hợp với các hoạt động chào đón Giáng sinh. Tuy nhiên quý vị và các bạn cần trang bị ấm cho mình để phòng tránh những cơn gió mạnh. Sau đó từ thứ ba thì khối không khí lạnh suy yếu dần thì nền nhiệt độ trên khu vực sẽ tăng chậm trở lại. Tuy nhiên đến thứ tư thì toàn khu vực sẽ chuyển nhiều mây và có mưa nhỏ, cùng độ ẩm không khí tăng dần, cảm giác rét buốt lại bao trùm lên toàn khu vực. Trong khi đó thì do tác động của đới gió Đông Bắc khá mạnh và dày nên các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ trong 3 ngày tới sẽ trải qua một đợt mưa, tập trung tại các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên. Nhiều điểm sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to và dông nên nhiệt độ cũng suy giảm mạnh. Ở phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó thì ở phía Nam từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi trời chuyển lạnh. Từ thứ Tư trở đi mưa và gió mạnh sẽ giảm dần trên toàn khu vực. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày tới thì do chịu ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh nên toàn khu vực cũng ít mưa, trời rét sâu tại các tỉnh Tây Nguyên và se lạnh tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ vào thời điểm về đêm cho đến sáng sớm với nhiệt độ tại các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm xuống từ 19 đến 21 độ. Như vậy người dân các tỉnh miền Nam có thể sẽ được đón lễ Giáng sinh trong tiết trời khá lý tưởng. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày 24 trời không mưa, rét đậm, có nơi rét hại. Sang đến ngày 25 trời phổ biến là ít mưa, nên nhiệt độ tăng dần từ 1 cho đến 2 độ, trời rét, có nơi rét đậm. Vào ngày 26 thì trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, độ ẩm tăng, trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 24, trời không mưa, rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vào ngày 25 thì tiết trời ít mưa, nên nhiệt độ tăng dần từ 1 cho đến 2 độ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vào ngày 26 thì trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, độ ẩm tăng, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, vào ngày 24 và ngày 25, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt lại có xu hướng giảm, trời chuyển rét trên toàn khu vực, ở phía Bắc có rét đậm. Vào ngày 26 thì trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét tại các tỉnh thành phía Bắc. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 2 ngày tới trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Khu vực phía Bắc còn có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to, ở phía Bắc đêm và sáng trời rét. Vào ngày 26 thì trời nhiều mây, mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện rải rác tại các tỉnh phía Bắc, nên nhiệt độ tăng chậm dần. Khu vực Tây Nguyên những ngày tới, khu vực này tiếp tục ít mưa, ngày nắng. Trong ngày 24 và ngày 25 thì toàn khu vực trời rét sâu vào đêm và sáng. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới, khu vực duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhẹ, nên nhiệt độ có xu hướng giảm hơn trong ngày 24 và ngày 25. Các tỉnh miền Đông trời se lạnh về đêm và sáng. Khu vực Biển Đông trong 2 ngày tới thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa vẫn duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý, không nên hoạt động trong thời điểm này. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc còn duy trì cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Từ ngày 26, thì gió mạnh có xu hướng giảm dần trên các vùng biển. Thưa quý vị, như vậy trong 2 ngày tới, thời tiết tại Bắc Bộ trời còn rét đậm, có nơi rét hại, sau nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Từ ngày 26 thì mưa nhỏ rải rác có khả năng xuất hiện trên khu vực. Mưa còn duy trì tại ven biển Trung Bộ trong 2 ngày tới. Từ ngày 26 thì mưa sẽ giảm hơn về lượng và diện, nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nhẹ, nên nhiệt độ có xu hướng giảm hơn trong 2 ngày tới. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo của chúng tôi.